cưới hai đám cưới mà anh nhớ đi. Anh không đi anh cũng gửi đừng có lo. Anh không gửi cũng được, anh không đi anh không gửi cũng được. Tức là anh không đi thì mới gọi là gửi. Anh ở nhà thì mới gọi là gửi, tức là anh không đi mà cũng không cần phải gửi. Còn anh đi rồi anh gửi làm chi nữa. Ok, dạ em sai. Đã thấy nhưng mà anh thấy ngộ, anh phải làm cho rõ vấn đề, quyết định cái hành động của anh. Cùng em có bán không? Anh để cho khách sạc thôi, lâu lâu cái khách hỏi mua thì anh mới order về anh giao. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Everything is like a test. I better not text or I'll come up to this. Cái dê cái đó 400 em đi mua bay sớt. Em xài. Trời ơi, cái tết của mày là số 1. Không, cái đợt Một cha là gì? Phục xài mắc quá. Xuống máu tình hả? You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, sitting right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Ngáp lên ngáp xuống. Sáng giờ cũng đỡ bình thường. Dậm chân tại chỗ. Dậm chân thì là vẫn doanh thu ngàn chục triệu hả? Doanh thu vẫn ngày nào cũng như ngày đó. Thì có số tuổi là tăng lên thì có nghĩa là dậm chân tại chỗ, thậm chí còn đi lùi nữa chứ. Quán gì mà không có lên được số.